Xin chào các bạn. Đây là video thứ ba tôi nói về Picasa. Đây là một cái trong video này tôi muốn giới thiệu một cái tính năng cũng tương đối hay mà tôi thấy là khi mà sử dụng mình có thể up hình lên trên Facebook hay là up video rất là thú vị. Cái này nó gọi là mình tạo một cái hình mà nó có cái nhiều hình ở trong, hay gọi là picture collage, tức là chúng ta có thể nhiều hình trong. Trong cái demo này tôi chọn 5 hình trong cái thư mục demo, và tôi sẽ bấm vào cái create photo collage. Và khi chúng ta bấm vào, như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là 5 cái tấm hình đó đã được hiển thị lên trong một cái khung hình rồi. Chúng ta có rất là nhiều cái cách bố trí khác nhau, ví dụ như là bố trí hình nằm rất là rải rác ở trong cái khung hình này, hay gọi là scattered pictures, tức là những cái hình nó nằm rải rác lung tung. Một lựa chọn thứ hai là cái lựa chọn mà mosaic, tức là tất cả các hình đều sắp xếp đều đặn trong một khung hình. Lựa chọn thứ ba đó là cái frame mosaic, chúng ta sẽ có một cái hình nằm ở giữa và tất cả các hình còn lại nằm ở xung quanh. Lựa chọn thứ tư đó là lựa chọn grid, tức là tất cả các hình đều được đối xử như nhau, nằm đều ở trong cái khung hình này. Lựa chọn tiếp theo là contact sheet, là cái định dạng mà chúng ta có thể mang ra để in đều đặn, để cho ví dụ như chúng ta đi làm hình đám cưới chẳng hạn, chúng ta đưa cho cô dâu chú rể một cái loạt hình để họ có thể chọn ra những cái tấm hình mà họ ưa thích. Hay là những cái multiple exposure này thì cực kỳ trừu tượng, tức là họ cái Picasa nó ép tất cả các hình vào trong một, chúng ta cũng nên thử, cũng rất là thú vị. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chi tiết hơn về một cái đầu tiên thôi, tức là cái picture pile, hình nó nằm rải rác ở đây. Chúng ta có thể chọn nhặt các cái hình thả vào những cái bất cứ những cái khu vực nào ưa thích, và khi chúng ta chọn vào, lấy đơn cử như tôi chọn vào cái hình này, chúng ta sẽ thấy có thể xoay cái hình, có thể xoay nhặt lên, xoay hình, xoay vòng tròn, có thể to nhỏ. Khi chúng ta kéo con chuột sang trái sang phải thì cái hình nó sẽ to nhỏ. Và nếu như chúng ta muốn cái hình này nó đè lên tất cả các hình khác thì chúng ta bấm chuột phải, bấm vào bring to top, tức là cho nó lên đầu tiên, on top, nó sẽ trèo lên tất cả các hình còn lại, sắp xếp là tùy theo chúng ta. Thế thì chúng ta muốn có cái viền của cái mỗi bức hình không, thì sẽ bấm vào chỗ này, sẽ bấm vào chỗ này và chúng ta sẽ chọn cái viền từng cái hình một, nó có viền hay không, đấy là tùy chúng ta. Thích cái viền theo kiểu Polaroid hay là viền theo kiểu bình thường. Nền thì sao? Nền chúng ta có thể dùng cái nền một màu là solid color. Chúng ta nền một màu, chúng ta có thể chọn bất cứ cái nền nào ưa thích, nền một màu, hay là sử dụng một cái hình để thành nền. Chúng ta use image và chúng ta nó sẽ dùng cái hình nào được chọn để làm cái nền. Nhưng mà để cho khỏi rối thì tôi sẽ chọn cái solid color. Hiện giờ thì chúng ta đang thấy cái khung hình nó nằm ngang. Nếu như chúng ta muốn khung hình nằm dọc thì chúng ta hoàn toàn có thể bấm vào cái nút Portrait này. Hiện giờ nó đang ở Landscape và Portrait. Và cái định dạng này nó đang là định dạng 16:9. Chúng ta có thể chuyển qua định dạng, tôi thử định dạng vuông. Hả? Sao không thấy cái định dạng vuông ở đây? Thôi được, mình sẽ chọn định dạng 4:6. Đó, 4:6. Hay là định dạng square, đây giờ hình vuông. Hình vuông ở đây, tùy chúng ta chuyển tùy khung và chúng ta có thể chơi với những cái định dạng này. Hiện giờ cái khung hình nó đang có một cái bóng đổ shadow. Nếu chúng ta không thích, chúng ta tắt cái bóng đi. Bật tắt bóng. Tôi thích có cái bóng hơn, còn mình có cảm giác như là cái hình nó được nổi lên trên cái tờ canvas này. Và chúng ta có thể bật tắt cái caption, bật tắt cái chú thích nếu chúng ta muốn, bật tắt chú thích. Như vậy thì chúng ta đã có một cái hình ghép collage tương đối là ưng ý. Cái thanh công cụ ở bên trên này chúng ta có thể lấy là select all, chọn tất cả để chúng ta điều khiển cùng một lúc tất cả, hoặc là select none, chúng ta bật tắt tất cả.
Và khi chúng ta chọn một cái hình nào đó thì chúng ta có thể remove đi, chúng ta bỏ đi, hoặc là cho nó thành cái hình nền background, hay là chúng ta thấy có một cái thanh công cụ dưới scramble collage, chúng ta trộn đánh nhào lộn nó lên, nó chạy lung tung, mỗi lần chúng ta scramble nó chạy lung tung, để cho chúng ta có một cái trải nghiệm lộn xộn nhưng mà rất là thú vị. Chúng ta có thể shuffle, đảo nó lên, đảo các cái hình khác nhau. Khi chúng ta đã cảm thấy rất là hài lòng rồi thì chỉ đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ create collage, tạo ra cái hình này, bấm vào nút chờ cho máy xử lý. Ok, hình đã được xử lý xong, tôi đã có một cái bức hình. Khi chúng ta trở lại cái library thì nó sẽ nằm ở đâu? Như vậy tất cả những hình chúng ta chỉnh sửa nó nằm ở khu vực gọi là khu vực collage này, project, nằm trong khu vực project, và trong project thì nó có movie hay là collage, xem lại rất là đơn giản. Hình rất là lớn, nếu chúng tôi coi lên trên hình 1:1, hình rất là lớn bởi vì bản thân mỗi một cái hình nhỏ trong nó rất lớn. Chúng ta có thể export, xuất ra file, xuất ra hình nhỏ thôi. Nếu mà tôi dùng trên Facebook tôi chỉ xuất sang 1024 pixel thôi, và ký tên. Chúng ta có thể export. Hình đã sẵn sàng. Và đó là cái công cụ có thể là đưa rất là nhiều cái hình vào thành một cái tờ giấy album rất là thú vị. Và một cái chiêu thứ hai trong cái video này, tôi muốn giới thiệu cho các bạn cách tạo nên một cái video clip có nhạc và có cái hình di động một cách rất là đơn giản thôi nhưng có thể sử dụng được. Trở lại cái thư mục demo pic, tôi sẽ bấm vào chỗ này, các bạn nhìn trên màn hình có chữ create movie presentation, và khi bấm vào nó sẽ lên cái tên của cái album này và ngày tháng. Chúng ta có chơi nhạc không? Như vậy cũng nên thử một bản nhạc xem sao. Và hình thì sao? Hình thì có thể là fit photos into audio. Và cái cách mà nó chuyển hình thì sao? Có thể pan and zoom hay là dissolve, tùy chúng ta, có rất là nhiều cái cách có thể chuyển hình khác nhau. Tôi thử một cái, và chúng ta overlap, tỷ lệ overlap là bao nhiêu phần trăm. Cái kích thước của cái phim này là kích thước gì? Có thể là 640, 480 hay là Full HD hay là HD, cái đấy tùy. Nhưng mà trong cái demo này thì tôi để nhỏ nhỏ thôi, 640 x 480. Và sau đó tôi sẽ thử trước. Trước khi tôi cho ra một cái video thì tôi sẽ thử trước xem là cái hình ảnh cũng như âm thanh nó có vừa theo cái ý của mình hay không. Vậy là nhạc rất là êm ả và có cái hình. Và chúng ta lưu ý rằng là với một cái bản nhạc dài, chúng ta nên cho một cái số lượng hình phù hợp vào cái bản nhạc đó. Ví dụ như cái bản nhạc này rất là dài mà tôi chỉ có 5 hình thôi, như vậy thì cái chuyển hình nó tương đối chậm. Và nếu như mà chúng ta muốn chuyển hình mà nó êm ái hơn một chút, mà nó đúng theo cái nhịp độ, thì chúng ta có thể đến khoảng 2 đến 3 giây một hình khi nó chuyển, là sẽ cho mình một cái cảm giác hay nhất. Và nếu như chúng ta hài lòng với một cái video clip này, chúng ta chỉ việc bấm vào create movie. Cái phim này đang được xử lý, tuy nhiên thì nó sẽ xử lý rất là chậm, và tôi sẽ tạm thời tôi nó đóng lại, tôi để ở cái draft này mà thôi. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta ở cái tính năng mà tạo phim này, chúng ta có thể cho lên YouTube một cách rất là dễ dàng. Như vậy là chỉ trong một vài cái click chuột ở trong Picasa, chúng ta có thể tạo ra được một cái phim nhạc, có thể là do chính chúng ta hát, chúng ta chơi nhạc và lồng những hình vào. Và chúng ta có thể dùng những cái gắn rất là nhiều cái hình như trong cái picture collage, gắn rất nhiều hình vào trong một cái khung hình. Chỉ một vài cái động tác đơn giản thôi, và chúng ta đã có một cái sản phẩm rất là vui để lên thể hiện trong cái trang web hay là trong
YouTube hay là trong Facebook. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và bất cứ câu hỏi gì các bạn có thể đặt ra chúng tôi ngay trong cái bài này, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp, cũng như là có thể có những cái video khác nếu cần. Xin chào.